Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Các bạn thân mến, thì dạo gần đây mình đã đăng lên kênh của mình khá là nhiều cái thông tin về việc kiếm tiền ở trên nền tảng Twitter. Bây giờ họ thay đổi thành X. Bên Twitter thì ngày trước thì thuộc về một cái chủ khác, nhưng mà bây giờ thì Elon Musk đã mua lại cái Twitter và thay đổi nó là X. Bên nền tảng này thì đang cho bật kiếm tiền nếu mà các bạn đủ điều kiện của nó. Vì thế cho nên là các bạn đã biết là trước đây thì có rất là nhiều nền tảng khác nhau như Facebook, YouTube và một số nền tảng cho kiếm tiền. Thì cũng rất là khó để cho chúng ta kiếm tiền từ những cái nền tảng như thế. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng và chúng ta xây từ bây giờ thì chúng ta có điều kiện và có khả năng là chúng ta sẽ kiếm được tiền ở bên Twitter. Thì trước đây mình cũng thế, mình cũng làm YouTube và cũng khá là lâu, khoảng một vài năm sau thì mới được bật kiếm tiền. Và cái số tiền của nó cũng không là nhiều đâu, ví dụ như kiểu 5, 10 đô hoặc là 20 đô, 30 đô thôi. Thế nhưng mà nói chung là những cái sự cố gắng của mình cũng được đền đáp và cuối cùng thì cũng đã được bật kiếm tiền ở bên YouTube. Twitter cũng thế, thì mình cũng muốn nói qua qua về một ít cái thông tin ở bên Twitter, xem là chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta có thể kiếm tiền ở bên Twitter hay không. Nếu bạn nào mà có kênh Twitter có nhiều follow này, có nhiều cái content, có nhiều cái nói chung là nó có rất là nhiều content như kiểu viết lách rồi người lớn rồi tranh ảnh rồi kiếm tiền rồi iROP rồi crypto các thứ, nói chung là có rất là nhiều nền tảng, có rất là nhiều cái để cho chúng ta chia sẻ trên cái nền tảng này. Đấy, vì thế cho nên là nếu mà các bạn nào mà giỏi về cái vấn đề nào thì chúng ta sẽ đi theo cái vấn đề đấy và chúng ta đi theo cái content đấy để chúng ta kiếm tiền. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là chúng ta phải đăng ký một cái tài khoản ở trên Twitter và chúng ta phải có đủ cái điều kiện để chúng ta tham gia cái bật kiếm tiền ở bên cái nền tảng này. Đấy, ví dụ ở đây thì các bạn thấy là cái tài khoản của mình đã có tài khoản nha. Đây, mình đã có tài khoản và flow của mình có 7 flow. Đấy, ví dụ như ở bên này thì chúng ta có thể là flow chéo nhau. Đấy, các bạn lên kênh của mình và chéo nhau với các bạn khác thì nó sẽ yêu cầu chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta kiếm tiền. Tức là các bạn ấn vào phần More này nhé, ở cái phần Crypto Studio, ở phần Analyst này. Đấy, thì chúng ta thấy là chúng ta turn on nó lên nhé, chúng ta turn on nó lên. Đấy, thì chúng ta ấn vào sign up. Get started. Time zone. Việt Nam ở đâu rồi? Chạy đến đâu rồi? Cái này không thấy nó cho time zone của mình nhỉ? GMT cộng 7. Cộng 7, sao mà có Lào và ở Việt Nam này? Sao ở trên này lại không có Việt Nam nhỉ? Cái nó để ở đâu à? Mọi cái nó có cái nó thường hay để ở trên đầu nhưng có cái nó lại để ở cuối, nhưng mà ở trên này lại không có, không có mọi người ạ. Đây này có Việt Nam đâu? Ủa sao kỳ thị Việt Nam quá vậy? Để Thái Lan hay Taiwan đi. Này, ở đây thì các bạn thấy cái phần tweet activity này thì là cái impression này nhá. Cái phần impression này là một cái điều kiện để chúng ta có thể đủ điều kiện để chúng ta có thể kiếm tiền. Thì ở bên này thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần more. Cái phần money này nhá. Này, ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái điều kiện kiếm tiền của nó là ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ đặt đủ cái điều kiện này. Active tức là cái tài khoản của mình phải có trên 30 day và chúng ta phải đăng ký thì chúng ta đăng ký tài khoản ấy thì chúng ta để cái tuổi của mình trên 18 nhé.
500 flow này nếu mà các bạn đủ rồi thì nó sẽ tích V ở đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải mua cái nút này, gọi là cái nút xanh nhá, tích xanh. Chúng ta sẽ phải mua tích xanh nữa là đủ điều kiện cái này. Đấy, còn cái bên dưới này là cái chia sẻ cái quảng cáo ấy. Cái phần chia sẻ quảng cáo này thì chúng ta đạt 500 flow, cũng như là chúng ta đã submit cái mua cái tích xanh. Ở dưới nó là chúng ta có 5 million, tức là 5 triệu cái impression. Cái phần này mình đang nói là cái phần impression là cái phần này nhá. Đấy, các bạn check ở đây, ví dụ ở đây là có 13 impression này, nếu mà các bạn có là 1 triệu hoặc là 5 triệu thì các bạn trong vòng 3 tháng nhé, chứ không phải là 28 đây đâu. Các bạn để 3 tháng mà nó đủ 5 triệu là chúng ta đủ bật kiếm tiền. Tiếp theo là ở bên này là chúng ta phải mua tích xanh, thì ở đây thì các bạn sẽ vào cái phần home nhé. Ở đây thì chúng ta get verify. Ở đây chúng ta chọn là cá nhân hoặc là công ty. Chúng ta ấn vào subreddit. Đấy, ở đây thì nó sẽ chọn cho chúng ta có cái nút ở đây này, nhưng mà không biết là tại sao cái tài khoản của mình nó không hiện cái nút này. Thì chúng ta có thể mua cái nút này với giá là hơn 2 triệu nhá, một năm, tức là khoảng hơn 200 một tháng. Chúng ta mua bằng ví, chúng ta mua bằng thẻ Visa nhé, thẻ thanh toán quốc tế ấy. Thì những cái thẻ mà bình thường ở chúng ta đăng ký ở trong nước là những cái thẻ bình thường không mua được. Đấy, chúng ta sẽ phải dùng cái thẻ ở Visa mọi người nhé, thẻ thanh toán quốc tế hoặc là nhận tiền quốc tế ấy, từ quốc tế về ấy. Đấy, chúng ta thanh toán bằng cái thẻ đấy thì mọi người có thể lên cái banh nhé, đến trung tâm để nó nâng cấp lên cho. Đấy, khi mà chúng ta mua xong nhé, thì chúng ta vào home và chúng ta đăng những cái bài post lên thôi nhé mọi người nhé, chúng ta post lên thôi. Đấy, chúng ta sẽ post lên và có nhiều lượt view như thế này này, đây nó đang tính lượt view này. Có những cái nhiều lượt view này các thứ này thì nó sẽ tính cái impression ở bên này nhé các bạn nhé. Đấy, khi mà các bạn đủ điều kiện đấy thì các bạn mua tích xanh này, đủ điều kiện 500 flow này, các bạn mua đủ điều kiện impression này là chúng ta có thể kiếm tiền được ở bên Twitter. Theo mình tìm hiểu ấy thì ở bên Twitter họ sẽ chia sẻ đến 95% hay là 98% nhỉ, cái doanh thu quảng cáo ấy cho 50.000 đầu 50.000 đô la đầu tiên nếu mà các bạn kiếm được tiền. Sau đấy họ sẽ chia sẻ tiếp theo nữa là họ chia sẻ 80% nữa cho những cái lần tiếp theo. Đấy, nói chung là nó sẽ chia sẻ rất là nhiều cái phần trăm, như kiểu ở bên YouTube hoặc là ở bên Facebook thì họ chia sẻ 50 hoặc là 55%, nhưng ở bên Twitter họ chia sẻ rất là nhiều. Và chúng ta có thể thấy là đây là một miếng bánh mà mới và mới triển khai trả tiền cho cộng đồng. Đấy, vì thế cho nên là mọi người cũng có thể lên Twitter để xây thêm những cái mạng mạng xã hội khác nhau để chúng ta có thể biết đâu những cái bạn nào giỏi thì các bạn có thể kiếm tiền từ những cái content của mình nhé các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì các bạn có thể ấn vào link ở bên dưới video phần mô tả để chúng ta chéo nhau. Tức là những cái bạn nào mà chưa đủ điều kiện 500 follow ấy thì các bạn vào follow các bạn khác thì các bạn khác sẽ follow lại mình. Nếu mà các bạn ấn vào link ở bên dưới video phần mô tả ấy thì các bạn ấn vào phần profile của mình nhé. Các bạn ấn vào profile của cái link đấy, tức là profile của mình nhé. Sau đấy các bạn sẽ ấn vào cái flower. Chỗ flower này thì các bạn sẽ ấn đây. Đây là những cái mà mình flow ấy thì các bạn ấn vào đây. Và flow những cái bạn này thì những cái bạn này sẽ flow lại nhé. Đấy, chúng ta sẽ chéo nhau hoặc là chúng ta sẽ có những cái bài viết chéo nhau. Ví dụ cái bài viết của mình ở đây, chéo này. Đây, đây là cái kênh chính thức của mình này. Còn cái kênh kia là kênh phụ nhé mọi người nhé. Mình chỉ hướng dẫn mọi người thôi. Đấy, ví dụ ở đây những cái bài viết của mình ở đây thì mọi người có thể vào like bình luận nhé. Đấy, các bạn có thể vào like bình luận này. Đấy, ở dưới này cũng thế này, mọi người có thể like bình luận. Đấy, mình sẽ để một cái link bài viết cho mọi người luôn. Đấy, ví dụ cái bài này chéo nhau này thì các bạn vào like và bình luận xuống bên dưới nhé. Các bạn ấn vào đây và bình luận xuống bên dưới này, ví dụ. Đấy, các bạn bình luận xuống đây. Đấy, thì hoặc là chúng ta vào cái phần đây. Vào cái follower của cái bạn này, tức là của mình nè. Các bạn vào đây. Đấy, thì các bạn follow những cái bạn này.
Đấy, những cái bạn này sẽ follow trả lại mình nhé. Đấy, các bạn cứ vào đây cho nó tiện chứ khỏi phải ấn xuống dưới làm gì. Đấy. Ok chưa mọi người? Đấy. Thì các bạn không được follow nhiều mọi người nhé. Chúng ta follow từ từ, một ngày chúng ta follow khoảng 20 đến 30 bạn thôi. Sau đấy thì ngày hôm sau chúng ta follow tiếp. Đấy, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta bỏ cái flow ấy, unfollow thì chúng ta cũng làm y chang, là chúng ta không được làm nhiều thì nó đánh spam ấy, và nó yêu cầu các bạn phải xác minh điện thoại hoặc là email ấy. Vì thế cho nên là rất là khó. Vì thế cho nên mọi người làm dần dần để nó khỏi nó đánh spam mọi người nhé. Đấy, thì có những cái tip gì mà để chia sẻ để tăng impression này thì mình sẽ đăng lên kênh sau. Các bạn nhớ theo dõi kênh Telegram của mình nhé. Ở bên này thì mình sẽ chia sẻ thêm một số thông tin cũng như là một số cái tip để cho các bạn tăng cái impression lên, hoặc là chúng ta có thể tương tác với nhau ở trên group này và mình đăng link lên và các bạn vào tương tác với nhau để cho nó tăng impression lên. Thì bạn nào mà có tài khoản Twitter thì các bạn có thể quan tâm đến video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một số cái thông tin cũng như là một số chia sẻ của mình về Twitter. Bạn nào mà có những cái ý kiến gì thì các bạn có thể bình luận xuống bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này.